Việt Nam ASEAN, Trung Quốc đủ khôn ngoan để tránh đối đầu. Năm 2021 là năm kỷ niệm 30 năm đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc. Với vị thế địa lý đặc biệt, Trung Quốc và các nước ASEAN vừa là láng giềng lâu đời, đối tác gần gũi, thân thiết, các bên luôn giữ vững truyền thống tôn trọng lẫn nhau và tương tác lẫn nhau, đồng thời đặc biệt khéo léo trong việc tìm kiếm điểm chung. Có thể nói, trong 30 năm đối thoại Trung Quốc-ASEAN, các bên đủ khôn ngoan để hiểu rằng bất kể điều gì xảy ra với cục diện quốc tế và khu vực, chính quyền Bắc Kinh và lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á đều cùng nhất trí lựa chọn đoàn kết chống chia rẽ, cởi mở hơn đối với hợp tác trong đối đầu. Việt Nam, ASEAN, Trung Quốc giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng hòa bình. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn tham dự cuộc họp tham vấn quan chức cao cấp SOM ASEAN Trung Quốc ACSOC thường niên lần thứ 27. Phát biểu thay mặt các nước ASEAN về triển khai kết quả hội nghị cấp cao ASEAN Trung Quốc lần thứ 23 tháng 11 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố, tăng cường quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á và Bắc Kinh. Đại diện chính quyền Hà Nội cũng đề cập tầm quan trọng trong hợp tác ứng phó hiệu quả với các thách thức nổi lên phù hợp với tinh thần năm hợp tác phát triển bền vững ASEAN-Trung Quốc 2021. Thứ trưởng cũng nêu bật sự cần thiết phải đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển. Trong đó có thông qua khuôn khổ hợp tác Mekong, Lan Thương vẫn luôn được lãnh đạo cấp cao các bên ưu tiên, quan tâm. Ông nhấn mạnh, ASEAN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Trung Quốc muốn nâng tầm quan hệ đối tác với ASEAN. Xuyên suốt cuộc họp tham vấn ASEAN, Trung Quốc lần thứ 27, nhiều nội dung quan trọng được các bên xem xét theo thông lệ như đánh giá lại, kiểm điểm tình hình hợp tác ASEAN-Trung Quốc, chuẩn bị cho các hội nghị bộ trưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 8 năm 2021 tới đây và cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 tháng 11 năm 2021. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng đại diện chính quyền Bắc Kinh còn trao đổi về quá trình chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng đặc biệt ASEAN-Trung Quốc dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 năm 2021. Tại tham vấn lần này, đại diện Trung Quốc Ngô Giang Hạo tái khẳng định coi trọng ASEAN, mong muốn nâng quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc lên tầm cao mới, đồng thời nhấn mạnh ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở Đông Á. ASEAN và Trung Quốc cần nhau. Tại tham vấn, đại diện các nước Đông Nam Á cũng đề cao những đóng góp của Trung Quốc cho hợp tác hai bên trên nhiều lĩnh vực, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, cả quy mô lẫn chất lượng. ASEAN và Trung Quốc cùng có chung nhận định, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hợp tác ASEAN-Trung Quốc vẫn được duy trì và tăng trưởng tốt và trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau trong năm qua. Đại diện ASEAN và Trung Quốc nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường hợp tác ứng phó dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực phục hồi và thúc đẩy các cam kết đối tác. Cụ thể, Trung Quốc và ASEAN sẽ phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn mới 2021-2025, triển khai các hoạt động và dự án hợp tác trong khuôn khổ năm hợp tác phát triển bền vững ASEAN-Trung Quốc 2021, đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc ACFTA, thúc đẩy tự do hóa thương mại, ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy các chỉ tiêu tăng trưởng chung. Đặc biệt, các nước ASEAN hoan nghênh Trung Quốc sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP vào tháng 3 năm 2021. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với thương mại đa phương tự do và rộng mở trong khu vực. Biển Đông, chủ đề nóng của ASEAN-Trung Quốc. Biển Đông là một trong những chủ đề được quan tâm nhất và là thành phần không thể thiếu, chủ đề không thể bị né tránh trong hầu hết các cuộc thảo luận giữa ASEAN-Trung Quốc. Tại cuộc họp tham vấn này, các nước nhất trí ủng hộ quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho tập trung phòng chống dịch bệnh ở khu vực, trong đó có Biển Đông, đồng thời tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố DOC. Cùng với đó, ASEAN, Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng sớm nối lại các đàm phán bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các bên mong sớm đạt được một bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả. 30 năm đối thoại ASEAN, Trung Quốc đủ khôn ngoan để tránh đối đầu. Năm nay, 2021, kỷ niệm 30 năm đối thoại ASEAN, Trung Quốc, cần phải nhấn mạnh rằng trong số các đối tác đối thoại của ASEAN, Trung Quốc được xác định là đối tác số 1 với tầm quan trọng hàng đầu trên nhiều phương diện. Giữa ASEAN và Trung Quốc đều có những cam kết chung đáng chú ý. Thứ nhất là về phát triển hòa bình, láng giềng tốt. Theo đó, cả Trung Quốc và ASEAN đều tin rằng không thể có được thịnh vượng nếu không có hòa bình và ổn định. Trung Quốc và các nước ASEAN với vị thế địa lý đặc biệt vừa là láng giềng lâu đời, đối tác gần gũi, thân thiết, các bên luôn giữ vững truyền thống tôn trọng lẫn nhau và tương trợ lẫn nhau. Đồng thời, đặc biệt khôn ngoan trong việc tìm kiếm điểm chung. Đồng thời, cả hai phía đều nỗ lực gác lại những khác biệt và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, giải pháp hòa bình. Tiếp đến cần đề cập cam kết chung cho sự phát triển chung và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Trung Quốc.
Trong khi Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 12 năm liên tiếp vừa qua, thì đến năm 2020, ASEAN đã chính thức vượt qua Liên minh châu Âu EU, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh lần đầu tiên trong lịch sử. Vấn đề cam kết chung về chủ nghĩa đa phương, cởi mở và bao trùm cũng được lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN đặc biệt coi trọng. Về các vấn đề liên quan, Trung Quốc đã cam kết chắc chắn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực và vai trò lớn hơn của ASEAN trong việc xây dựng một cấu trúc khu vực mở và bao trùm. Đáng chú ý, bất kể điều gì xảy ra với cục diện quốc tế và khu vực, Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí, vững chắc là lựa chọn đoàn kết chống chia rẽ, cởi mở hơn đối với hợp tác trong đối đầu. Có thể nói, năm 2021 có ý nghĩa rất lớn đối với cả Trung Quốc và ASEAN, một điểm khởi đầu mới đầy cơ hội mới. Trung Quốc được cho là đang tích cực tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển và hợp tác sản xuất vaccine COVID-19 với ASEAN. Tiếp đó, ASEAN và Trung Quốc cũng nhất trí cần duy trì động lực hợp tác kinh tế mạnh mẽ và tăng tốc phục hồi kinh tế khu vực. Có thể khẳng định, khi cả hai bên bắt đầu năm lịch sử kỷ niệm 30 năm đối thoại ASEAN-Trung Quốc, tức là đã sẵn sàng vượt qua làn sóng đang lên và xây dựng một cộng đồng chặt chẽ hơn với một tương lai chung, bình đẳng, chia sẻ lợi ích công bằng, tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau vì hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.